Yo, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục làm về những cái đội hình leo rank mạnh ở meta đầu mùa 10 nhé anh em. Let's go. Hôm qua thì mình mới lên cho anh em một cái video về Samira cũng như là Ugot Carry. Cái bài đấy thì được nhiều anh em bảo là kiểu số đông chơi quá, cái độ cạnh tranh của nó rất là cao. Cho nên là trận này mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi một cái đội hình khác, phải nói là cực khỏe. Đó chính là Yasuo Carry. Món quà từ sĩ chắc là sẽ không lấy, nhỏ những cò võ chắc chắn là cũng sẽ không rồi. Mình sẽ lựa chọn là khu giao dịch, nhận lấy 2 tiền và những cái lần đổi lại sau mỗi vòng đấu nha. V2. Mình nghĩ là cũng chả cần V2 đâu. Và đầu game thì mình có một cái con Yasuo phiên bản gọi là siêu sao, Chu Đam. Những vị tướng siêu sao thì nó sẽ có được cái buff riêng. Cho nên là Yasuo của chúng ta thì nó cũng sẽ được gọi là bonus thêm khả năng hút máu toàn phần. Đấy. Và cái hệ Chu-Dam này nó rất là có một cái cơ chế kiểu cấy ghép siêu công nghệ ấy. Những cái vị tướng nào trong bộ tộc Chu-Dam khi mà anh em lắp trang bị cho nó thì nó mới hưởng được thêm cái buff. Cái buff ở Yasuo là gì? Nó sẽ có được khả năng là kết liễu mục tiêu dựa theo phần trăm máu. Anh em nhớ để kỹ cho mình cái này khi mà anh em mình chơi Chu-Dam. Chém hiệu ứng hỏa nhoáng đấy, chém đi đâu rồi, chém nó đúng rồi, anh sẽ ghi như thế. Và một cái nội tại phải nói là cực kỳ ngon khi mà anh em sở hữu Yasuo sớm ở những giai đoạn đầu game thì nó sẽ có được 1% kiểu tăng vĩnh viễn sức mạnh công kích khi mà nó hạ ngục được gọi là một mục tiêu bất kỳ. Anh em nhớ là nó cộng vĩnh viễn nhá, chứ không phải là cộng kiểu trong cái pha combat đấy thôi, nó cộng vĩnh viễn. Cho nên là nếu như mà trong trường hợp mà anh em mình có Yasuo phiên bản là Chu Dam hay là Thánh Gia Rẻ thì vẫn có thể sử dụng được đấy. Chơi luôn quả Yasuo cho mình, đảm bảo là khi mà thấy mình có Yasuo phiên bản siêu sao ấy, mấy ông kia mày rén ngang rén dọc là phải chạy hết ngay. Và đây là credit nè. Nhà này thì có 3 Pentakill, Mordekaiser và một cái loại công nghệ ở tay chơi Punk. Loại này thì nó sẽ loại bỏ đi những cái hiệu ứng khống chế cho những vị tướng Pentakill. Mạnh dữ vậy, mạnh vậy bố, chém nó nhiều hồi máu mày. Ui, cái le đằng sau nó quạt free quá. Lõi đầu game của mình thì nó sẽ giúp cho mình roll Yasuo 3 sao sớm ấy. Cho nên là anh em mình cố gắng tối ưu tí. Yasuo không có. Roll cái nào. Không có luôn. Thì một có Senna. Còn Chu Dam thì nó sẽ bao gồm là Yasuo này, Kennen này, Senna này, Ekko này, Akali này. Akali rồi gì nữa? Akali rồi một con Quizana. Quizana đấy, trong đấy thì Quizana nó là sẽ là con 5 tiền, nó hơi khó tìm tí. Bài Yasuo này anh em mình kiểu có sớm thì lay game là nó cũng khỏe đấy, không đúng không đùa đâu. Toàn moi như này thì khả năng cao sẽ là một cái bài đấu disco và cheater phase rồi, mình đoán vậy. Nhưng mà sao? Chơi thì chơi mà không chơi thì chơi. Asagi này, úi dồi ôi, sát thương chuẩn kìa. Đúng là Chu Dam có khác. Nó có được cái lượng sát thương chuẩn ở trong cái đội hình này. Sáng dậy sớm, qua Lenin, bắn thuốc lào uống cà phê phin. Chúng ta có gì đây? Chúng ta có Vex. Chúng ta có Urgot. Và những lượng trang bị dành cho Yasuo ở Yasuo thì anh em có thể tùy cơ ứng biến, như là một cái huyết kiếm, một cái bằng tay công lý, một cái quyền năng. Còn thì chúng ta có thể chơi là hai cái quyền năng và một cái huyết kiếm, còn không nữa thì anh em có thể chơi quyền năng, huyết kiếm và áo choàng thủy ngân. Đấy, rất là nhiều những cái kiểu đồ đa dạng cho Yasuo, đồ gì cũng được, đồ đồ kiểu vừa có khá hiệu ứng và lại vừa có hồi phục máu các kiểu ấy.
con Yasuo này thì mình chắc là mình sẽ lắp luôn quả huyết kiếm hiệu ứng hào nhoáng. Ui, hành quyết những kẻ địch dưới 15% máu anh em biết chưa, cộng 100 máu nhưng mà nó là siêu sao với cả 15% hút máu toàn phần. Và hiện tại thì Yasuo của chúng ta đã cộng được 7% sức mạnh công kích khi mà đã kết được của những cái con ở trong đội hình là 7 con, 7% là 7 con. Thích thì ok, không thích thì cũng ok luôn. Nhà này thì cũng là một tay chơi punk. Có cho mình được Pentakill. Cái lõi này nó là tay chơi punk này. Tôi cũng đã một lần chơi rồi. Loại bỏ hiệu ứng khống chế à? Đội hình của tôi cũng không nhiều khống chế lắm đâu. Chơi đây. Tự dưng thua cái ông muốn ở cái vòng kia, thế nên chúng ta khả năng sẽ bị mất đi cái chuỗi thắng rồi. Có chuỗi thắng nữa thì ngon. Hai Olaf à? Đấy. Cứ phải ra Yasuo như thế này. Yasuo carry. Liệu rằng một vị tướng bậc 1 có thể carry đến late game hay không? Đây cũng sẽ là những cái câu hỏi thắc mắc của anh em đúng không nào? Nhiều anh em là đằng khác. Nhưng mà trận này thì mình sẽ chứng minh cho các bạn là Yasuo, vị tướng quốc dân của đấu trường chân lý, như là Summoner Rift, có thể làm được. Xem đây. Ui, gặp mấy nhà đồng quê này cũng hơi rén nhỉ. Thánh ra rẻ. Ra rẻ đi. Mày này, hành quyết nó. Khó luôn à? Khó luôn à? Chỉ cần mình một mình Ugo thì cũng không thể nào mà đánh bại được Senna 2 của ở team chúng ta. Thứ tiên cho hồng đẹp dài. Vậy là mình có một trận thắng đầu game, trận thua và ba trận thắng liên tục. Senna. Ui, cái bài này thì chỉ cần lên ra số 3 thì anh em mình cứ thẳng tiến up cấp. Nhớ nhỉ? Lên ra số 3, up cấp thẳng tiến. Đừng có roll vội ở những cái vòng này. Nhưng mà anh em cứ cố gắng lưu ý là vòng 2.7 ấy. Là vòng này là vòng kiểu tích tiền, vòng 2.8 là cái vòng 3.1 chuẩn bị đánh đánh nhau xong rồi có lõi ấy. Còn một hai con nữa thì anh em mình cố gắng roll luôn. Cố gắng roll luôn nhá. Sao cái mức ping ở server Việt mà anh em mình chơi nó cũng 24 nhỉ, hơi bị delay ta. Hơi là bị delay. Đây là cái vòng này. Chuẩn bị roll này anh em này. Vì cũng chỉ còn hai con nữa thôi mà. Cấp độ này là cấp độ phù hợp để chúng ta có thể tìm kiếm ra số 3. Bất chấp một chút nha. Ui, một phát hai con luôn. Không có lằng nhằng, không nảy kỳ. Ăn ngay luôn anh em ạ, ăn ngay quả bingo luôn. Tận dụng một cái trang bị nhỏ lẻ cho Echo để chúng ta có thể là lấy thêm cái bút chu đam như nó. Cấp độ 6. Ừ, 6 chu đam à. Đạt Pepsi. Đạt Pepsi gặp cường Coca-Cola rồi. Giữa Coca-Cola và Pepsi thì anh em là fan của bên nào? Mà vẫn là một cái kiểu bài toán khó giải đúng không? Coca-Cola và Pepsi. Nhiều anh em thì thích Coca-Cola. Nhiều anh em thì Pepsi. Tôi thì chắc là vẫn thích Pepsi. Fan của Đạt Pepsi luôn. Wow, hy sinh túi đồ siêu hùng. Đói. Thu về trái ngọt à? Chắc là thu về trái ngọt không vậy? Hay là thu về trái đắng đây? Macaron. Đổi cố bán nhận thêm 50 máu. Mẹ mà ăn kép. Thôi, trái ngọt đi. Dù đắng hay dù cay thì anh em mình cũng phải thu. Và anh em nhớ cho mình nhá, khu giao dịch và thu về trái ngọt có cộng dồn stack.
Thế nên là bây giờ chúng ta cứ vừa chill chill, vừa tích được những cái lượng roll free, còn thêm thu về trái ngọt. Chút nữa là chắc chắn là sẽ ngọt thật đấy. Ngọt lịm. Ngọt như mới lùi. Mới lùi luôn. Hai nhà top 1 100 máu, chưa nhà nào gặp nhau ạ. Đùa tôi chứ. Đây, khi mà mình lên ra số 3 thì gặp cái nhà này, level 6 rồi. Mod được cái sơ 2. Không thể vô hiệu hóa. Nhưng bây giờ số có lượng xác tương chuẩn. Xác tương chuẩn là có. Hatsuki. Không được rồi. Gặp con Mordekaiser cái sơ này quá trâu. Mà trâu thế. Hay chơi Punk này. Sao Pentakill lỗi vậy anh em? Mấy ông chơi luôn ạ. Vậy là mình nghĩ là trận này có một ông lên đỉnh, còn ba ông áo top. Đây là theo dự đoán của mình ấy. Ugot và Samira combo mình nghĩ là có thể sử dụng chơi được. Sẽ kẹp vệ binh này vào tí. Hiệu ứng hào nhoáng bạch kim. Năm Hurtstill. Có một nhà là chơi Hurtstill rồi. Chơi thì chơi thôi. Nhưng mình thích thì chơi. Toàn mai. Nhà này thì có thập tử nhất sinh. Mà level 5 có Twitter Fate. Đủ tôi à. Hên dữ vậy. Lại còn Nam Muba nữa. Ui rồi. Nam Muba này thì nó hơi ghê nè. Nhưng mình sẽ ghê sao, ghê sao. Solo với Yasuo không? Solo với Yasuo Hatsugi của tôi không? Không có tuổi nhá. Không tuổi nhá, toàn moi nhá. Cảnh cáo toàn moi. Đừng mà lên Twitter Fade 3 đấy. Bây giờ tôi thua. Tại vì là khi mà anh em xác định cho con Yasuo này thì đừng có bán nó. Bán nó thì mất đi những cái lượng ở stack từ đầu game anh em mình đã kiểu gìn giữ cho nó ấy. Nhưng mà ở trong những cái trường hợp mà cần một pha xoay bài hay là thay đổi cực lớn nhá, phải nói là cực lớn, như kiểu anh em mình lên được Akali Chudam 3, Chudam 3 phát cũng ghê nhở. Tới bây giờ thời điểm này anh em mình có thể giữ máu được, giữ máu tốt. Thánh ra rẻ đây rồi, cho ra rẻ vào. Làm biết được. Mình sẽ cho ba ra rẻ vào. Cái quyền năng luôn. Đẹp. Ra mặt ra rẻ. Đội ngũ Việt Nam dịch cũng rất là hay nha. Ra rẻ. Tuyệt sắc Disco. Hộ pháp à. Hộ pháp à, nó mình nghĩ là nó cũng là một cái tên quen quen. Tao phủ thì trước đây thì hình như nó cũng đã xuất hiện một lần rồi. Yasuo chém nè, chém nè, uầy nhìn kìa, holy shit, mày nhớ nó mạnh chưa, không đùa được với Yasuo nha, đùa là nó chém cho đấy, lại trả đĩa, trả đĩa, Echo phiên bản trả đĩa. Lulu hơi lố một chút. Con này đi. Này không? Ra rẻ ra Zhonne đi. Mà Zhonne với Yasuo hai anh em với nhau. Vậy mà không có được tộc hệ gì ta? Nhở? Chỉ ra rẻ thôi. Ít ra Yasuo với cả Zhonne thì phải có thêm một cái tộc hệ ngon ngon chột. Kiểu tộc hệ anh em song sinh các kiểu nhờ. Trước đây nó có cái hệ độc hành gì ấy. Cũng hay là hay phết. Cùng đẹp dai. Ui. Ta xui nhà mình chém như rơm như rạ luôn. Cứ kể nó con hồi máu ác. 26% rồi. Quá mạnh mẽ. Làm cho nó vô cực luôn. Vô cực luôn không?
làm tì vô cực hay là bàn tay công lý cũng được nha. Mình thì mình vẫn thích là combo quyền năng này, kiếm thêm cái bàn tay combo đồ đẹp ấy. Có thì mình sẽ chơi luôn. Trên Senna. Giờ thì cứ sang sang úp cấp thôi. Ui, có một nhà có được con Kele 2 rồi. À đâu, ở ca thớt 2. Và nhân tiện đây, anh em nào mà đang xem thì hãy đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, cũng như là một bình luận. Trong quá trình mà mình làm video có gì sai sót thì anh em hãy cứ bình luận để mình có thể nhận sai và sửa sai, cải thiện trong những cái video sắp tới nha. Và nhớ ấn thêm quả chuông, mỗi khi mình ra video mới nhất, anh em sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Cũng như là mình sẽ update cho anh em rất là nhiều những cái đội hình leo rank mạnh ở cái phiên bản sắp tới. Đừng đừng bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào nha. Thank you tất cả bạn. Với cả một cái điều nữa là mình sẽ đồng ý tất cả anh em đồng ý kết bạn với tất cả anh em từ YouTube sang Facebook. Cho nên là các bạn nào muốn kết bạn Facebook với mình ấy thì có thể gửi là một cái bạn. Link Facebook thì mình sẽ để ngay bên dưới nha. Nhớ comment ở cái status hoặc là cái bài đăng cùng mới nhất của mình là từ bên YouTube qua, mình sẽ đồng ý hết. Level 7 rất là liều lĩnh khi mà Ronald được ca thớt 2. Có Pentakill luôn, thay chơi Punk có khác. Cơ chế huyền thoại đã bị xóa bỏ. Mà hình như tôi đã chơi rất là nhiều trận rồi, nó không có mấy cái lõi kiểu trái tim của Chudam hay là thánh da rẻ hay là gì khác nhở. Buồn vãi, thế này thì hơi khó kích hoạt những cái cột mốc cao rồi. Cầu hồi phục vương miện bảo hộ cường hóa siêu công nghệ 2. Xin xời ơi, thằng thư bí mật sống vì nguy hiểm mà hào nhoáng 100 máu và 8% tốc độ đánh. Ok, chứ tôi cũng không thể nào mà sống trong nguy hiểm mãi được. Sống trong cái sự nguy hiểm là anh em mình cứ bị lo âu hồi hộp ấy, là không có làm ăn được gì hết đâu. Anh mình cứ phải sống an toàn. Nhưng sự hào nhoáng của Chu Chu Đam như thế này này. Đấy. Không thích nguy hiểm đâu. Ui tôi sợ ông top 1 quá. Vẫn giặt cháy quá các bạn. Và đây là gặp luôn. Lại phải đối diện với cái nỗi sợ rồi. Đối diện với nỗi sợ. Mordekaiser châu vậy. Chém nó. Di chuyển rất nhanh. May. Không được rồi. Vẫn nhất châu. Con này rồi nổi cho con Kale. Kale Pentakill đằng sau nó quạt. Ghê vãi. Gặp mấy cái đội hình của ông nào mà hay chơi mà mạnh mạnh tụi mình nốt lại. Nốt lại để mang đến cho nhiều anh em. Và anh em roll 7 nhiều thế. Roll 7 siêu nhiều luôn. 32% rồi. Tôi không muốn roll 7 đâu. Bài này thì anh em mình có thể chạy đánh thêm hai thánh da rẻ nữa, phải lên 9 cơ. Lên 9 mới mạnh được các bạn. Thánh da rẻ nữa là con Thay cũng ngon. Ui. Nhà này Disco này. Lux. Thập tử nhất sinh lõi này ơi. Chưa chưa kích hoạt cho nên nó hơi yếu cái đội hình của ông này. Ui ra xua chém kìa. Asugi. Sao mà cứ thắng cứ thua hoài vậy? Superstar, superstar. Chúng ta có gì đây? Sona và Quizana. Wow. Chú đam Quizana của tôi. Có ai đam mê không? Ai đam mê không nhở? Vẫn có người đam mê. Tôi sẽ lấy găng vậy.
Vì con kia thì nó cũng có nước mắt thì chúng ta, tức là bàn tay công lý cũng được. Poppy vậy. Poppy dân chơi. Con Poppy này lên 3 sao nó bổ kinh lắm. Tôi gặp một trận má nó bổ. Bổ vỡ đầu luôn đấy. Nhận thêm tốc đánh. Lắc sức 3 sao rồi. Sẽ lại phải lắp luôn bàn tay công lý đây. Yasuo này thì có 50 năng lượng. Với là khi mà lắp cho Yasuo phiên bản bùa xanh mắt lành nó sẽ như thế nào các bạn nhỉ? Và đây là nhà Hostile. Zone và Ezreal, hai vị tướng carry chính. Hatsugi chiến thắng một cách khá là dễ dàng. Mày chạy đi đâu? Mày mua à? 41%, ok. Như cái chỉ số sức mạnh công kích cho Yasuo mình... Vua hạ đông. Lay game thì phải nói là bố đời luôn nhờ. Sốc đam bọn Exodia là có. Giác Thánh ra rẻ Riven. Vậy là chúng ta còn thiếu con cái gì nữa? Viego hoặc là Kain. Và Kain thì nó cũng có một cái tộc hệ rất là hay các bạn. Khi mà Kain nó thắng thì nó sẽ biến thành một dạng khác, còn thua thì sẽ là một dạng khác nha. Đạt Pepsi với đội hình đồng quê. Hộ vệ đồng quê. Đạt quyết định là Oni là level 8 chứ không phải level 7, cho nên sẽ hơi khó để có thể lên được Samira 3. Anh ta vẫn còn 2 con nữa. Khó luôn cho mình. Trời ơi, xong chặt con Samira kia đi. Buồn quá. 12.827 sát thương. Trong đấy thì gọi là gần một nửa sát thương chuẩn rồi các bạn. Chứng tỏ giá Yasuo của chúng ta không phải dạng tầm thường nha. Này thì chúng ta sẽ có một chút hộ pháp. Tại vì đang dư thánh gia rẻ. Phi đao ba cánh. Con này thì có cái hệ mà đột phá Akali bậc 4 nhưng mà có một hệ riêng biệt luôn ấy. Hay thật. Hệ mà giống kiểu hệ như bọn 5 tiền. Giữa hai team Akali và giữa hai team KDA và Chudam. Akali nó sẽ có được những cái trạng thái khác nhau. Một cái giáp lửa. Akali này. Ren thử cái này. Boom, một cái Sojin thôi. Senna đây. 32 máu, 68 máu. 5 đầu sĩ Pentakill. Chúng ta có diệt khổng lồ rồi, lo gì. Xem nhà Pentakill này nào. Ra số 3. Chu Đam cứ kiểu chém nè. Hút máu kìa, hút máu kìa. Cân hết luôn không? Cay le với chúng tôi này. 2999. Số sát thương đẹp thế nhở. Cái gì đây? Sắp lên được ca thớt 3 rồi á. Ai nổi, nhìn này. Nếu như mà anh ta thực sự may mắn thì mình nghĩ game này là của anh ấy. Chứ mình cũng không thể nào mà bắt hay là ôm tướng để làm gì cả. Thực sự thì anh em mình đánh vui vẻ là chính. Nếu như mà trong những cái trường hợp mà chúng ta đánh giải hay là một cái kiểu tập trung cao độ nhất ấy, thì có thể ôm ca thất của đối phương là điều đương nhiên. Mình nghĩ mình nếu mà xác định đánh chung kết thế giới hay gì đấy, drone để tìm bắt luôn.
Chứ để mà đối phương lên được thì anh em mình coi như là nấu niệu cho hết. Cơ mà, nhớ chưa? Hatsuki, không được rồi. AP đồ hơi tái chế một chút nhưng mà nó lại mạnh một cách dị thường. Ở đâu ra cái lối chơi AP lót phiên bản quyền trượng thế không biết. Meta nào? Meta nào chiếu mới chơi vậy? Mình khả năng sẽ gặp bạn đá Pepsi không? Gặp Tarina 3. Ai đây? Chính xác là đạp đạp Pepsi. Anh ta vừa coi cho mình được Samira 3 luôn. Ra xuống khôn khôn chút xem nào. Đi xuống dưới đi. Sao lại cứ di chuyển tít lên trên này thế? Mình muốn xếp bên này để cho Ra xuống nó chém vào luôn Samira ấy. Hình như Ra xuống này nó bị sao sao ấy. Nhờ nó sao sao ấy. Đừng có ca thớt. Ôi mày. Ô có ca thớt kìa. Có ca thớt kìa. Anh em. Thôi. Chắc là mình cũng không lấy đâu. Để xem là ông kia như nào. À. Ờ không lấy ca thớt à. Gì vậy? Chút đam nhân tạo này. Này cho con này đi. Hay là chơi cái hệ Punk đấy. Thực sự cái hệ Punk khi mà chơi với đội hình Pentakill nó cũng không phê lắm. Nãy giờ mình có để cái lại cái BF mình quên lắp để búp cái hiệu ứng hào nhoáng cho Akali. Ờ, ông này mà không lấy ca thớt. Đùa. Như mình mẹ mới đâm vào vội luôn ấy. Nhờ. Nhờ anh em tôi à. Nhờ anh em tôi à. Sơ hở là tôi tận dụng lợi thế tôi đánh luôn đấy. 17 chẳng mấy chốc của chúng ta cũng 17 stack rồi. Có trái ngọt về, có trái ngọt về. Đây nhà này ôm luôn ạ. À. Mà không nhà này cũng chơi Pentakill thì cũng không hẳn là ôm. Trái ngọt về. Lấy cái này đi. Cái buff phòng thủ cho đội hình. Và đây là ca thất 3 sao rồi. Lời nhắc tử vong. Trận này mình còn nhiều máu tương đối. Chắc là chút nữa mình sẽ bỏ bớt đi Chudam và kẹp thêm những con 5 tiền ở level 9 xem sao. Nhà này chắc là mình ăn được. Không có gì gọi là quá đột biến. Ngoài con Gna này. Gna gì mà đam to thế nhỉ? Như nào? Như nào? Như nào đây? Chém hết 65% rồi. Vai ca thất bà là giờ end game luôn à? Có thế sao chơi? Cũng đúng thôi, level 8 thì đây cũng có cái tỷ lệ rất cao khi mà tìm kiếm được những vị tướng bậc 4. Nhưng mà tướng bậc 4 của mình thì nó sẽ là Akali. Nhưng mà nhờ anh em chơi Akali quá, mình không có chơi được. Nhìn em anh bối rối, anh thua rồi tim em lắm lối. Lên cấp thôi. Wow, hai Zihin. Một cái đứt kiếm này cũng được. Zihin. Ôi, Tenaba
Con này mình cũng để ôm cho vui vậy thôi, nhưng mà nó lại ra nhiều cho nên là giữ lại lên Senna 3. Đây, vậy là mình đã có được 5 thánh da rẻ và 7 chu đam. Má, mình cứ để như này thì con Samira nó bắn chết à? Nó xô nhà mình không nông với được vào trong kia. Trời ơi, với vào trong kia thì không với ta. Nó tỉa kìa. Ngôi sao năm cánh. Không kịp ngôi sao năm cánh rồi. Cay cái ông này thế nhở. Chắc chắn mình đã với anh em là không có lần sau nha đài Pepsi ơi. Cùng cái món nước yêu thích nhưng mà không có nhưng vô top được đâu nha. Jihin 2 cho vào đây đây. Mình sẽ phải lại để lại 4 ô cho Jihin. Ở God 3 8 pentakill. Ghê vậy. Xếp bên đấy à, tôi không muốn băm vào một con Mordekaiser chút nào cả. Xem là cả thớt 3 sẽ như thế nào. Ôi, cái gì đây? Ca thất 3. Wow, mình ăn được. Đùa với giật xùa tôi hả? Ngáo hả? Cái này thì sao? Nhà đồng quê và Samira đang solo với nhau. À đâu, đồng quê và Feather Q. Kain này. Mình đang tìm mà Virgo 2 hoặc là con gì đấy 2 sao ấy. Vizana 2 cũng được. Caitlyn. Tập trung vào tìm con này cái. Trời ơi. Các thất pha ke này nữa. Cái thất pha ke này anh em mình chém mấy hồi đâu. 71% rồi. Vậy là đã hạ sát được 71 team địch. Đi. Ok. Vậy chúng ta có gì trong phiên đi chợ lần này? Yorick à? Cũng ngon này, lấy được không? Hay lấy Jihin? Không lấy được Yorick rồi. Mình sẽ lấy Jihin đi. À đồ, chết tôi thôi. Có thì vàng mà. Tôi cả mình có sẵn cái đĩa ở nhà mà. Má sao mình ngu thế nhở. Nếu như mà lấy cái thia vừa rồi là mình có thể chơi được cho anh em xem được 9 chu đam rồi. Má cái lão của tôi. Chết cái mẹ lão luôn. Tại vì thia vàng khi mà kết hợp với BF nó sẽ ra ấn chu đam. À, cày tí. Sorry anh em nhiều nha. Để hôm sau tôi bù lại cho anh em 9 chu đam. Mai nồi cái hộ ứng bạch kim thào quang thế giới. Mình quên mất. Niệm à? Niệm hai cái à? Niệm hai cái luôn. Khó quá. Trời ơi, tại sao mình có thể bỏ qua một cái thìa vàng quan trọng như thế nhỉ? Tôi nghĩ là tôi vẫn nhớ là trong đấy có thìa nhưng mà lại quên mất là mình có bí ép ở nhà ấy. Nhỉ? Má nó lỗi kinh. Còn lắp đồ chưa lắp luôn. 29 và 32 máu. Wow, credit nè, đã quyết định là update thêm Illaoi để cho anh em mình ăn sashimi. Ích tuộc, chiên xù. Trời ơi. May là có nhiều khả năng hồi máu. Cũng như là lượng giáp từ huyết kiếm. Cho nên là cá thớt không thể nào mà gồng thêm được một lần nữa. Hay thế. Ăn luôn cả cá thớt 3 ạ. Ủa, có thật không đấy? Ăn luôn cả cá thớt 3 không đấy? Hay là đùa? Đùa.
Dân xua. Xem tôi đây. Nhìn bảnh dài thế. 80% rồi. 80% sức mạnh công kích rồi đấy. Ôi trời ơi. Quizana 2 này. Quizana là cũng là sát thương vật lý đúng không? Hay là cho nó huyết kiếm đi, thay vào vị trí của Kennen luôn. Cuồng nhiệt luôn à. Có tiếc nuôi không em ơi? Quá tiếc luôn, chính truy đang của tôi. Quá sai lầm từ trẻ. 12 máu solo với 32. Giật xua. Đi đâu đây? Giật xua đâu rồi? Một niệm. Ui. Gần chết hết luôn. Hai niệm. Ui. À, nó niệm ghê quá anh em ơi. Thôi sao không rồi. Không có con Zoric 2 rồi. Không có rồi. Giờ mình sẽ cho ra xua dồn vào một mục tiêu sớm. Cũng như là những con sát thương của mình dồn vào một mục tiêu ấy. Chứ để nó băm vào con kia nó cảm thấy không ổn lắm. Đây. Wow, đổi cả thân sang bên này à. Một quyết định đúng đắn đây. Nhưng mà đúng đắn để thua nhanh hơn. Ở đây vòng 7 rồi, cũng là round đấu quyết định. Chính xác là như vậy. Giật xua. Asugi. Cả thật bà cũng phải hạ ngục trước con Yasuo của anh em mình. Một lần nữa anh cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye.